Thưa quý vị, sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19, từ tuần này, học sinh của thành phố Đà Nẵng bắt đầu trở lại trường học để học trực tiếp theo từng mốc thời gian quy định cụ thể. Vào sáng nay, ngày trở lại trường đầu tiên của học sinh lớp 1, trường Tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đã diễn ra trong không khí hứng khởi nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh. Do ảnh hưởng của mưa lũ, việc đi học của học sinh Hòa Bắc bị lùi lại 2 ngày so với dự kiến trước đó của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tại điểm trường chính của trường Tiểu học Hòa Bắc, sáng nay, phụ huynh dẫn con đến trường từ sáng sớm. Là năm học đầu tiên của bậc học mới, với nhiều bỡ ngỡ, phụ huynh có con vào lớp 1 rất phấn khởi khi con được đến trường để học trực tiếp. Vui dậy sớm, tranh thủ ăn sớm nè, ăn nhanh hơn mấy bữa. Nói chung là chị rất vui vì được công tin xóa họ với lại bên phòng giáo dục họ cho tạo điều kiện cho con mình tới trường. Năm học này, toàn trường Tiểu học Hòa Bắc có 72 học sinh lớp 1 học ở 4 điểm trường. Để chuẩn bị cho việc dạy học trực tiếp, nhà trường đã hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh trường lớp và sát khuẩn đồ dùng, trang thiết bị phòng chống COVID-19, chuẩn bị các phương án dạy và học ứng phó với dịch. Nhà trường rất là vui mừng, nó thật là rất vui, xen lẫn niềm vui, cũng có những nỗi lo lắng băn khoăn. Trường cũng đã xây dựng kịch bản chi tiết để mà tổ chức cho các em đến trường. Bên cạnh đó thì cũng xây dựng cái kế hoạch đảm bảo cái công tác phòng chống dịch. Thì trước mắt thì chỉ cho các em học một buổi sáng, mỗi buổi thì các em chỉ học mà 4 tiết, tập trung chủ yếu vào các môn toán, tiếng Việt cũng như các cái kỹ năng rèn luyện, nề nếp, giáo dục đạo đức cho học sinh, không dạy các cái môn giáo dục thể chất, âm nhạc và thể dục. Thời gian qua, điều kiện tiếp cận học trực tuyến của phần đông học sinh Hòa Bắc gặp nhiều khó khăn. Đây là địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong đợt dịch vừa qua. Vì vậy, Hòa Bắc được chọn là địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trực tiếp của thành phố. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, 14 học sinh dân tộc Cơ Tu đã xuống trường từ ngày hôm qua, ổn định chỗ ở để bắt đầu việc học. Bên cạnh đảm bảo công tác phòng dịch chung, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch khu nội trú. Được gặp bạn bè thầy cô thì rất vui. Đi học cũng hơi căng thẳng nhưng mà đi học trực tiếp sẽ giúp ta hiểu bài hơn. Thì để đề phòng những cái trường hợp mà ví dụ như các em đang học mà ho sốt, nhà trường chuẩn bị trước cái phòng cách ly thì các em sẽ được đưa xuống cái phòng cách ly đó và báo với trạm y tế xã. Đối với các em học sinh nội trú thì nhà trường lo ăn uống cho các em toàn bộ trong cái thời gian ở lại trường, cử cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trực để hướng dẫn các em về công tác ăn uống, học tập rồi ở lại đây để sinh hoạt. Theo dự kiến, từ ngày 25 tháng 10, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hòa Bắc, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn học trực tiếp tại trường. Từ ngày 1 tháng 11, học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 trên địa bàn xã Hòa Bắc đến trường học trực tiếp. Việc học trực tiếp của học sinh toàn thành phố sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo sau. Thưa quý vị, ngày đầu tiên đến trường sau một thời gian dài nghỉ học vì dịch của học sinh Hòa Bắc rộn ràng niềm vui và hy vọng là cùng với cái sự kiểm soát dịch tốt của thành phố cũng như những lộ trình hợp lý của ngành giáo dục thì cái niềm vui, sự hứng khởi của học sinh, của phụ huynh, của giáo viên Hòa Bắc sẽ sớm được nhân rộng khắp các trường học trên địa bàn thành phố trong thời gian gần nhất.